Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Sáng hôm nay là ngày 9 tháng 5. Hiện giờ khoảng 7 giờ rưỡi sáng nha các bạn. Thì Vũ đang ra đây là ở chỗ ấp 1, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Vũ quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn cái món ăn này rất là ngon nha các bạn. Đó là món gỏi tôm của chị Tư. Hiện giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vô chỗ chị Tư nha. Nhà chị ở ngay đây là ngay cổng chào ấp 1 của xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Thì sáng thì hiện giờ chị đang sửa soạn nè, một chút là chị đi vô chợ bán. Đây là cái gánh gỏi của chị nè. Đây em chào chị nha. Chào chú. Dạ. Chị Tư đang vô bọc gỏi hả chị Tư ha? Đang vô gỏi nè. Dạ. Chuẩn bị lát vô đổng. Chuẩn bị là vô chợ. Chị vô bán lát lát rồi bằng không kịp. Dạ, mình phải vô trước hả chị Tư? Vô trước gì? Dạ. Cho em kẹp cái mi để nói chuyện. Rồi chị. Chào anh Tư. Dạ. Nè cái món gỏi nè các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Quá ngon luôn. Cái gỏi này là gồm là đu đủ với tôm, bún, lỗ tai heo. Lỗ tai heo. Với rau thơm hả chị? Tương ớt, đậu phộng. Tương ớt, đậu phộng. Nó ngon nhất là nước mắm. Dạ. Chị Tư làm gỏi rất là ngon. Bà con có đi chợ Bình Đại ghé mua ăn ủng hộ chị. Hoặc là nhà có tiệc đặt chị làm. Chị bán ở ngay chỗ tiệm vàng Ngọc Sơn. Ngay trước cửa tiệm vàng Ngọc Sơn. Đối diện qua là siêu thị Mỹ Phương hả chị? Ừ. Chị Tư cho em hỏi là bán nhiêu bịch chị Tư? 25 ngàn chú. 25 ngàn bịch nha bà con. Rất là rẻ. Dễ ăn lắm. Đây là chị vô sẵn nè, để một hồi là vô chợ là chị làm không kịp. Khách tới làm không kịp. Khách tới chị làm không kịp. Chị bán này cũng lâu lắm hả chị? Mấy chục năm rồi ha? Ba mấy năm. Ba mấy năm. Bán bún, bánh xèo, gỏi su đủ, đủ hết. Dạ. Mà giờ thì bán gỏi nhiều hơn. Dạ. Tôm chị là lựa tôm bự. Ừ, tôm bự rồi ha. Mà rất là tươi ngon nha các bạn. Lựa tôm sống không mà ngon lắm. Lựa tôm là chất lượng. Có mấy bữa lễ bán đã luôn. Dạ. Một bữa giờ chị bán được bao nhiêu bịch chị Tư? Nhớ không? Không nhớ. Bán không nhớ. Số lượng su đủ không à? Mười mấy ký. Mười mấy ký su đủ. Ừ, cứ nhiêu đó làm tới vậy hả? Dạ. Chứ còn bịch nhiều khi họ mua bịch 40-50 rồi 20-30 mình không có nói bịch được. Không có tính được ha. Không có tính thần được. Giờ nhìn thấy cái gánh là nhìn thấy xưa xưa á chị ha. Giờ ít ai sử dụng gánh. Người ta đẩy xe mà điều mình bán rong á chú Vũ. Dạ. Rồi đẩy xe nó bất tiện chứ theo mình đóng xe cũng không có gì. Phụ bộ hả? Ra phụ bộ cái Tư. Phụ bộ cái chị ơi. Đâu có gì đâu ngại. Thôi đi chế ổng đi. Ổng mới mẻ rồi nhiều khi ổng ngại. Dạ. Để cho chị làm ha. Chuyện đó anh tư. Ngại em quay anh ngại anh không đúng, đúng rồi đúng rồi nhiều không khi, có phụ nhiều khi ngại có con đùm tùm lum hôm nay em thấy chị ra bán sớm hơn lúc trước hả chị Tư? Chị tranh thủ tại vì thời buổi nó hơi ủng đoạn đó hôm dịch tới nay phải làm sớm đặng khách đi chợ về sớm. Giờ sáng mấy giờ chị ra chợ? Sáng 9 giờ. 9 giờ 8 giờ mấy. Dạ. Thôi 8 giờ rưỡi 9 giờ đi cho chắc ăn đi còn mỗi lần ra bắt đầu ra ngoài chợ bán. Bán tới 9-10 giờ sau 10 giờ mấy cho xong hả chị? Cho cao tay 11 giờ đi. Dạ. Cho nó đừng cuối vậy đó. Dạ. Là bà con trong cái khoảng thời gian đó bà con có muốn ăn gỏi là ghé đó ủng hộ giùm. Ủng hộ giùm cho chị. Hoặc là nhà có tiệc có đám gì đặt chỉ làm. Bán đắt lắm chú Vũ ơi. Dạ. Ra hôm nãy bán đắt. Tại chị làm ngon chất lượng ra bà con cũng thương ủng hộ ha. Bà con thương tình giúp đỡ ủng hộ. Cảm ơn. Chị làm các bạn nhìn thấy là cực kỳ đẹp luôn á. Chị rất là kỹ.
Chị lựa tôm là tôm bự không à? Đều 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 đều. Tôm ngon lắm. Tôm vô xài bán gỏi là ăn con tôm nó ngon lành luôn. Dạ. Tôm tươi xanh luôn còn gạch đó chú Vũ. Dạ. Không có mặn tôm ướp nước đá lại qua đêm. Dạ. Sáng đi chợ rồi mua tôm. Sáng là chị đi sớm đi mua về. Hổm rày ở trong trong vựa tôm á. Dạ. Họ điện sớm. Dạ. Ăn thua mình à, mỗi lần chị dậy tới 6 giờ rưỡi giờ mới có 4 giờ dậy rồi. Dạ. Mặn rồi. Giờ làm sớm. Ừ. Đó, hấp dẫn chưa? Quá ngon luôn. Chị làm 20 bịch vậy nè ra cái khách lại mua hết. Dạ. Rồi làm tiếp. Dạ. Cái này lâu nhất là bào đu đủ hả chị ha? Nó sợ nhất là tôm. Tôm hả? Tôm nó làm cho mình mất thời gian hơn hả? Mất thời gian rối trí đủ vậy thứ. Em tưởng đâu đu đủ chứ. Trời đu đủ với thịt không có ngán vậy. Bào nhanh. Ừ. Tôm á, tôm phải đón phải cực. Là bào tay không hả chị? Chị bào tay không à chú Vũ? Dạ. Bào tay không à? Dạ. Cái này không có bào máy được. Dạ. Đừng thấy mình cũng hôi mận nhiêu đây nữa, máy móc gì nữa chú ơi. Dạ. Cứ theo cũ xưa đi. Dạ. Hồi đó giờ mà xưa giờ sao giờ làm y vậy. Ừ, hồi đó mà mặn sao giờ mặn vậy. Bà con thấy ủng hộ giùm nha. Ăn vô là là đi kiếm mua nữa đó. Dạ. Mấy người kia nói ăn rồi không quên, cứ đi. Dạ. Kiếm mua hoài. Mấy bữa lễ á, mấy người đi mặn xa với mấy người Việt Kiều đồ về á. Dạ. Không mua dữ lắm. Dạ. Mua một lần ăn là ghiền luôn á. Ừ. Chị làm ngon. Ừ. Với hai nữa chị coi như là chị rất là kỹ, rất là sạch sẽ đúng luôn. Rồi. Chị Liễu cũng nói vậy nè, chị. Dạ. Liễu chị nói chị ăn hoài biết mấy chục năm rồi. Dạ. Ở trên là chị xuống chị thấy chị nói bà bán kỹ lưỡng, bây giờ mình thấy. Dạ. Muốn ăn không, tuy rằng hàng gánh. Dạ, nhưng mà làm rất là sạch. Ừ. Kỹ, sạch sẽ. Sạch sẽ. Chú thấy tương ớt này ha, ngày nào chị cũng bầm rồi á, hắn bán dư là cho họ hết. Dạ. Cái tương ớt này về hắn xay gì cũng là mua làm về rửa trái ớt sạch sẽ rồi mới xay. Dạ. Làm ngày nào bán ngày nấy. Ừ, miễn còn là xong là cho hết. Dạ. Ai xin mà chứ. Làm cái khác. Làm cái khác. Còn nước mắm á, thì làm nước dừa bữa mấy trái dừa luôn. Dạ. Để ăn miếng nước mắm nó phao lắm. Dạ. Cái này nó ngon nó nhờ nước mắm. Dạ. Sáng giờ chú mới đi ra đây quay đây ha, có. Dạ. Đi đâu chưa? Dạ không, hôm rồi em mắc đi làm không có quay. Dạ. Dạ. Bữa nay không có đi làm tên thủ. Ừ. Ra quay cái gỏi của chị. Ừ. Quảng cáo cho bà con ghé mua ủng hộ chị. Cảm ơn. Chú nha. Dạ. Bà con ở xa có dịp về đi ngang chợ Bình Đại ghé mua ủng hộ chị. Ở Bến Tre rồi xuống á, ăn lần rồi bắt đầu cái mỗi lần là họ ghé họ mua dữ lắm. Dạ. Cái này theo nhà ta có đám mà đặt chị làm chị cũng làm phải không? Làm chứ. Làm. Dạ. Mà chị ít lãnh lắm chú ơi. Dạ. Nào nói làm thiệt. Không nổi. Làm không nổi. Dạ. Nhìn cái thao gỏi là nhìn thấy ghiền mà muốn ăn liền. Làm dĩa hả cô Hồng? Hổng rồi cô Hồng có mần mắm không? Có trộn mắm không? Năm nay su đủ mắt quá hén cô Hồng. Mắt suốt luôn. Lâu lâu cái nào dặn nó trộn chị ơi, còn lâu cái cục cái mắm á. Ừ. Trộn. Để vô tủ lạnh hết rồi. Mắm mà. Ngon lắm.
để lên thêm miếng ớt, đậu phộng, nước mắm. Rồi mời cô, chúc cô ăn ngon miệng. Cô nhà ở kế bên đây hả cô? Cô Hồng đã. Dạ. Ở đây bán sớm không có ấy, vô chợ kìa. Cái dạ. Ấy vô chợ kìa mới ngon. Dạ. Vô chợ khoảng chừng 9 giờ bắt đầu khách lại mua. Dạ. Rồi mấy bữa lễ bán đâu có kịp đâu chú, quay dạ. Mồng mồng luôn. Làm không kịp luôn hả chị? Mấy bữa lễ bán dữ, bán có dạ. Tiếng hồ á. Dạ. Tiếng hồ là hết. Tiếng hồ không kịp nữa mà họ mua cộng mà mấy chục bịch nữa mà không có, mần dạ. Cứ nhiêu đó hà, tại tiêu chuẩn mình mần nhiêu dạ. Đó rồi mình nghỉ. Mần nhiều hơn làm không nổi. Cũng y như mình lường nước mắm khó khăn dạ. Lắm chú ơi. Dạ. Mất công lắm, cũng y như nhiêu đây mình lường nước mắm á. Dạ. Bao nhiêu nước dừa rồi bao nhiêu nước mắm đồ này nọ dạ. Vậy đó. Như ngày nào đều vậy. Đều vậy hết. Dễ. Chanh làm nó lẹ hơn. Lường hết trơn à, nước mắm này lường dữ lắm, lường dạ. Dữ lắm, không có làm ngang được. Dạ. Không có nói nếm mà nói lường. Dạ. Đủ chưa? Có anh đủ rồi. Tiền này anh lấy anh chạy vô trống trước đi. Cái đu đủ chị lựa nữa. Trời ơi, xung đủ. Đẹp hả chị ha? Ừ, xung đủ mà mấy năm trước có 7-8 ngàn à. Xung đủ này 25-22 ngàn một ký dạ, đó chú. Đủ cũng mắc. Ừ. Mà chị lựa em thấy lúc nào cũng cái màu lựa y trần. Y vậy luôn, y chang. Lựa trần thân á, chứ không dạ. Phải chơi đâu à. Y y vậy chứ không có bao giờ mà ừ. Khác cái màu. Nó không chín mà không sống dạ. Được. Chị biết vợ em không? Biết, thím mua hoài. Dạ. Tới ngày chay mà lần tôi bán đồ chay là thím mối đó. Dạ. Thím ăn 14 chai nè, gỏi cuốn chai nè. Mấy năm trước á. Dạ. Tôi mới bán gỏi chừng 10 năm nay tôi bán gỏi luôn. Dạ. Mấy năm trước tôi bán gỏi cuốn chai, 14 chai. Dạ. Khách bắt lắm. Nó đụng cái là họ vô liền. Bây giờ anh xách cái đó là vô chợ giao hay gì? Không có, ổng vô bán trước. À, vô bán trước. Ừ, còn chị chí làm chí xong chị đi rồi, rồi sinh hoạt rồi cái chạy đi theo vô sao. Vô. Ừ. Dạ. Vô trổng rồi ai kêu chạy xe ổng chạy. Dạ, chạy xe ôm luôn phải không? Chạy xe ôm đa. Chạy xe ôm luôn. Dạ. Ở đó là ông bà bán vậy đó. Dạ. Ai kêu người chạy. Phụ bán rồi ai kêu chạy xe ôm mà chạy luôn. Dạ. Rồi chút xíu chị mới dọn dẹp xong rồi chị mới vô. À, rồi chị vô sao? Đó nhiêu đó là ông vô ông bán cả dạ. Chục. Làm cả chục mà vô đó bán hết rồi cái chị vô tới. Dạ để bà con muốn ăn sớm rồi lại là có. Dạ. À, đi chợ ngang cỡ rài bán phải bán sớm chú Vũ ơi. Dạ. Bán trễ chết luôn. Kinh tế nó eo hẹp rồi, dạ. Cũng đoạn. Chú hên á, tôi làm sớm. Dạ. Một khi này nó kêu tôm sớm hừng hừng là kêu tôm rồi. Dạ. Tại em biết giờ chị bữa nay bán sớm hơn mấy lúc trước. Ừ. Chứ lúc trước chú ra khoảng 10 giờ cũng 9 giờ mấy cũng còn đưa ngồi. Dạ. Chị cảm ơn nha chú Vũ. Dạ. Còn lát có đi qua quay dài dài ghé vô trỏng. Dạ. Thì bữa nay em quay gọi của chị chứ đâu có đi đâu. Vậy hả? Dạ. Bữa em gặp chị em nói đó mà không rời mắt công chuyện. Cảm ơn chú. Em nói để em quẩn sắp xếp với em ra em quay cái video chia sẻ cho bà con ghé mua ủng hộ chị. Bữa nào cũng đi mà gặp chị gánh là thấy giờ thấy là ghiền luôn. Thấy là muốn ăn liền. Giờ hấp dẫn ha. Dạ. Ngon, tôm bự bự không? Mà ăn con tôm
vẽ khắc mà nó ngon, cái họ hỏi luộc có để gì không, khéo tôi nói trời nó tươi thì nó ngon chứ đâu có để gì. Lựa tôm tươi ngon. Đó chú thấy còn gạch là chú biết là con tôm. Tại vì sáng là chị ra chợ về chị mới luộc, lấy tôm về mới luộc mới làm chứ đâu phải làm tước đâu. Để vô tủ hoặc là tôm ướp là nó đâu có ngon. Nó ngon, không ngon, nó đi gạch hết trơn. Ở này gặp tôm thiên nhiên nữa. Mà tới nước vậy nè, đập có lên sớm chứ mà có bữa trễ thấy mồ luôn chú Vũ. Dạ. Mấy bữa mà mình mua mối lên trễ á. Lên trễ rồi mình về mình làm hơi chụp giật hả chị? Chụp giật lắm. Dạ. Trời ơi, cái này ba người lột tôm luôn á. Dạ. Chị với ảnh với đứa cháu á. Dạ. Chứ không phải dễ đâu. Này làm riêng hai bịch tôm không? Nhiều khi khách người ta ăn tôm không? Dạ, tùy theo người. Ít lắm, họ phái ăn thịt với tôm hơn, béo béo. Dạ. Khuya 4 giờ thức dậy cái bắt đầu cái bào su đủ mua thịt. Mua thịt cái về sắp thịt xong cái đi mua tôm. Dạ. Lột tôm xong là bán, mới vừa lột xong á. Dạ. Bữa hổm chú quay đợt có bán đắt. Dạ. Họ tìm họ mua dữ lắm. Dạ. Thôi bữa lễ. Bữa lễ chị ra cái bắt đầu không có ngước lên dòm ai hết trơn, không kịp luôn. Làm không kịp làm rồi. Bán thấy ham luôn vậy. Dạ. Mấy cái người mối ở Sài Gòn đồ người ta về á. Dạ. Ví dụ mà bữa hổm nhờ bán Việt Kiều. Dạ. Nó bán về nước người ta mua lần cả chục cho thân nhân đồ ăn. Dạ. Gặp nhà đông mua lần chục mười mấy đồ ngon ha. Màu hết. Ở dưới Thái Thuận lên cũng mua ngon nữa chú. Dạ. Ở dưới Thái Thuận mà chịu lên một cái hen, làm là 6-7 bịch, 7-8 bịch ôi đó. Dạ. Là thường của người ta. Mua về nguyên gia đình ăn mà. Người ta nói 100.000 4 bịch đi, người ta ăn tiện. Dạ. Giờ cái bắt đầu đi dài dài vô bán, dài dài. Giờ chuẩn bị đi hả chị? Ừ. Dạ. Rồi, giờ vô tắt máy chút xíu đi với chị vô chợ. Ừ. Mà đây em xách cái bịch đó cho. Chị xách, dọc đường nhiều khi người ta mua. À, đúng. Ừ. Được, không sao hết. Rồi, giờ... là chị Tư là gánh vô chợ nha các bạn. Tại vì bán ké người ta đó đâu có đóng thùng, đóng đồ. Dạ. Đóng tủ đồ, bán vậy ẹt gì mà thấy. Dạ. Mình để tủ ngay đó rồi bích bù. Dạ. Ừ con. Giờ là khoảng, để chú coi cái mấy giờ. Giờ là khoảng 8 giờ nha các bạn. 8 giờ là chị Tư đi vô chợ. Quay mẹ. Đây là chỗ bò nướng lá lốp nè các bạn.
đây có quán cháo lòng nè các bạn. Rồi chị vô tới ngay ngân hàng Sacombank rồi nha các bạn. Đây là ngay shop bán quần áo tú tinh nè các bạn. Kế bên đây là kính tóc bạc. Làm tôi nhắm mắt thôi. Tại đi sao mà. Ừ. Đó. Đó. Đây chỗ tiệm vàng Ngọc Sơn. Chơi luôn. Đó. Rồi chị. Lại đây gì Hiệp, đừng nói luôn. Vô tới chỗ bán rồi nè các bạn. Đây là ngay chỗ tiệm vàng Ngọc Sơn nha các bạn. Các bạn có ăn gỏi rồi ghé mua ủng hộ chị Tư. Vô tới chỗ bán không? Rồi vô bán được đây, không anh? Bên đây là có quán cà phê nè. Đó. Bên đây là đại lý thức ăn Ngân Hà nè. Đây, đầu chợ Bình Đại nha các bạn. Dạ. Đối diện qua là siêu thị Mỹ Phương nè. Rồi có người đẹp mua gỏi 25 cân. Dạ. Bịch không ớt anh. Cả nước tôi ở nghe nước ngoài không có chuyện tương bánh gỏi đó. Dạ. Nổi tiếng Bình Đại đó. Hôm hổm Việt Kiều về gì mua gỏi dữ lắm. Tôi sẽ biết. Rồi giờ vô đây chị cũng múc vô bịch tiếp. Này các bạn muốn ăn sao thì rồi biết rồi chị mua 50 mà. 50 thì để theo cái giá 50 chứ. Làm theo yêu cầu. Ừ. Nấm sao cũng thành vậy anh. Sữa này là dùm để đổ vô thùng à. Đây. Bịch 50. Bịch 25 hả, tại khách hàng ăn nhiều. Dạ. Nhiều đây không? Bún, à, ít gỏi bún nhiều. Đây là rau thơm. Thịt tôm đầy đủ hả gì? Dạ, dạ. Chỉ cần đồ ăn nhiều được rồi ha. Thịt heo. Không lấy tôm. Rồi hay là có tôm luôn có lửa mình nấu có lửa tay nhiều tôi lấy cho. Đợi đi. Đợi. Này, ăn nước mắm không ớt nha các bạn. Tại khách không ăn ớt. Dạ. Đợi chút nha. Bịch nữa đủ rồi.
có sẵn rồi, tại này chỉ mua bịch hơi lớn. Đó là bún. Lỗ tai thôi, đừng lấy mỡ. Lỗ tai thì không lấy mỡ, nhưng mà có tôm luôn. Thì 25.000 bịch đó. Quay chút ta về rồi chứ ở đâu hết gánh gỗ chịu gì nổi. Đây. Rồi, cảm ơn. Ớt luôn nó đầy đủ hả? Nhà bán được 5 bịch hả? Nhà bán được 5 bịch hả? Mấy ngày lễ là đông nhất ha chị Tư? Rồi mấy ngày lễ với Chủ nhật đồ á. Dạ. Bữa hổm lễ là đâu có ngưng tay kịp. Dạ. Bữa lễ là bán cầu mà ba thao cũng hết nữa mà. Dạ. Điều bà làm có nhiêu đây hả chú ơi? Dạ. Ngày làm có nhiêu đây, về nghỉ rồi. Cứ nhiêu đó mình nghỉ. Gọi đây. Hết á. Dạ. Yeah. Nhìn thấy là muốn ăn liền. Gặp lượm á nó ăn gỏi thường á chị Hiệp. Nó qua bển rồi. Rồi. Nhầm tôm thêm nha. Trời ơi. Nãy giờ khách mua bịch bịch hai bịch. Chưa gặp khách mua nhiều. Chưa, khoảng chừng tiếng nữa kìa. Chút xíu họ mua dữ lắm. Giờ còn sớm quá chị. Giờ còn sớm khách mua vô chắc chắn rồi. Dạ. Giờ ông ba bán mấy người đi chợ. Người chợ về họ quẹo vô một chút rồi khách mới đi ăn nhiều. Nghe đây mua gỏi xong rồi, ở đây có tiệm bán vàng luôn. Vô mua vàng luôn. Nãy hai bịch đó 100 ngàn á. Phải không? Hôm nay 19 âm lịch. Tôm không? Giờ làm ít bịch. Dạ làm không cay không? Khách mua rai rai các bạn. Thì nó khoảng 9 giờ mấy trở lên thì mới có khách đông. Chợ này sao thấy cũng vắng quá. Chợ vắng à? Hổm rồi chợ vắng. Qua lễ rồi bắt đầu vắng. Tới ủng hộ chị. Khách ủng hộ hai bịch. Hai bịch. Hai bịch màu trắng. Chị bán rai rồi tới trưa luôn. Nổi tiếng luôn. Quay quảng cáo gỏi anh. Tay tay hả?
nhớ bỏ bên trái nha. Dạ. Ở thành phố rồi có gỏi Tây Thi, rồi ở Bình Đại có gỏi chị Tư. Vô sẵn bịch. Khách lại mua ủng hộ. Chị ơi, hai bịch đi anh, hai bịch hết. Ủng hộ gỏi đi, gỏi bán rất là ngon. Mọi người ủng hộ chị Tư hai bịch. Chị có thường mua gỏi đây ăn không chị? Chị ở đâu lận? Dạ. Dạ. À, cảm ơn chị. Chị có thịt có tôm nha. Còn miếng tôm không thì ăn tôm không. 50. Rồi khách ủng hộ chị Tư hai bịch. Nó có đầy đủ hết trơn rồi. Vô sẵn là đầy đủ. Đầy đủ hết. Dạ. Không ăn không có thiếu, không có lúc nào dạ. Thiếu hết. Nghe đi, xích lại. Để tôm không? Bịch bé là để tôm không á chị Tư? Còn bịch này đưa cho chị. Đưa giùm. Để làm bịch gỏi rồi chị ơi. Gỏi tôm. Cũng còn hai bịch đó con. Hai bịch tôm không đang làm. 25.000 cưng. Đó, thấy không? Đó, cô đang bán nè. Vũ quay gì vậy? Có vũ sẵn con. Hả? Vũ quay gì vậy? Quay quảng cáo gỏi. Tại vì đợi đợi chút xíu. Quảng cáo gỏi cho chị Tư. Gỏi rồi cưng ơi. Cơm không đúng mắm không cay. Đu đủ. Bốn. Bà Tư bà đem cái đó gì vậy? Đem đừng nói chuyện đó. Cái mì. Tôm. Ông Tư làm gì lên trên mạng bán hả? Mấy bịch cưng. Rồi. Cưng không cay hả? Không cay chị Tư. Rồi. 25 cưng. 25.000 một bịch gỏi. Rồi cưng ăn sao? Đầy đủ hết hả cưng? Đầy đủ nhưng mà có con gỡ đủ hết không nha. Đủ hết bún nhiều. Gỡ cho phiếu. Cưng ở đâu lận cưng mua gỏi? Dạ, ở gần đây không? Dạ, là em dưới đây là thường ghé mua ủng hộ chị Tư không? Dạ,
thu hoài. Ờ. Bán tới cỡ bạn. Nay cưng mua mấy bịch? Giờ lắm rồi. Ờ. Ừ. 25 ngàn con. Để tôm không hả Hưng? Dạ. Bịch gỏi để tôm. Nãy giờ chúng thấy khách ăn tôm ha, khách ăn tôm nhiều ha. Dạ. Nãy giờ cũng cả chục bịch tôm không ạ. Em có đăng ký đi quốc tịch chưa? Tùy theo ý thích mỗi người. Tao thích gì mình để nó. Dạ. 25 ngàn cưng. Cứ 25 ngàn bịch vậy hả? 25 ngàn một bịch. Bình thường còn bà con có muốn ăn nhiều hơn thì nói chị Tư làm. Nãy bà kia vô chơi 50 á. bịch 50 phải không chị? Ừ, mày màu dữ, màu dữ lắm mà ăn chạy nhầm 20 ngàn tôm hơn á. Dạ. Giống ít đâu. Còn gì ta ăn bình thường bình dân. Dạ. Bịch tôm không trong màu vàng nha cưng. Dạ. Tới giờ mua gỗ cái họ chạy ra ra xuống họ mua à. Dạ. Tới giờ là họ chạy à. Có 20 không? Không, 25. Ừ. Rồi, em gái ăn bịch. Gái bịch bỏ không? Không. Ừ. Rồi thối cưng 25 luôn cưng. Cưng nó để gần gần phải không? Này phải không? Một bịch để này đi. Bên kia bình thường. Các bạn muốn ăn gì thì dặn chị Tư nha. Bạn thích ăn tôm, có bạn là thích ăn thịt heo. Nó tùy theo. Gỏi rồi chị ơi, ủng hộ gỏi chị Tư đi. 25 ngàn. Cái này vừa ăn rồi, vừa ăn dư sức. Bạn đã vừa ăn, về ăn thử đi, không có khi nào thiếu được hết trơn. Bọc nước mắm lớn lần mừng, 2-3 giá. Phải thêm 5 ngàn gỏi không? Cái này ăn vừa rồi, ăn vừa rồi con. Năm vừa. Không vừa rẻ nữa, 30 cái nó không bằng đâu. Cái này mua thêm. Anh nói đi. Đừng bỏ gân bà ha. Quay gỏi cho bán bác. Dạ, chào chị. Chị ở đâu? Ở gần đây không? Dạ, chị Dung đó. Dạ. Dạ, nhà chị đâu? Dạ. Chú Vũ biết kia với chị đó. Dạ. Chị Dung à. Nhà chị khúc nào nói em mới biết. Một bà đám. Bán thêm 5 ngàn đồng cái đó nữa đi là 30 ngàn á. Nào cái này hả? 30. Ừ, bỏ cái này nạ cái đường. Rồi. Bà ăn gì tôi, bà ăn gì tôi bỏ này. Dạ. Giới thiệu cho bà con ghé mua ủng hộ chị. Dạ. Rồi,
mua. Dạ. Chạy đi sớm chứ đi chạy hết á. Dạ. Mấy bịch vậy? Để tôm không hả cưng? Đừng để tôm. Bịch bình thường. 25 ngàn con. Có xe sau tới là chờ quốc liền. Anh coi có ai điện vậy? Đừng đừng để tôm hả cưng? Alo. Ờ, 10 bịch hả chú? Rồi. Cắt giùm anh. Cắt giùm dẹp. Dạ, không. Dạ, có ý chở con nít thì tao tắt máy, tao đậu lại là xe máy hết số mới được. Hoặc là tắt máy. Thì ta cũng muốn vậy nhưng mà đó là bài học rồi. Rồi. Không có, bây giờ vậy là nhớ bài học rồi đó. Miếng ớt nữa hả cưng? Dẹp đi. Rồi. Anh để điện thoại vô bịch giùm anh. Chú Nghĩa. 25 ngàn cưng. Ờ, quay quảng cáo gỏi chị. Rồi chú Nghĩa 10 bịch thở cổ. Coi mấy cái kia có xì không anh? Không được phải không? Ừ, cái đó bị xì để em làm. Quấn hai cộng dây thun. Giờ chị vô thì vậy chứ chú thấy lì lí á phải không? Dạ. Giờ khách dặn hả chị? Ừ, khách mới dặn. Mới điện dặn đó. Mới dạ. Dặn, mới điện dặn. Được nhiêu bịch chị? 10. 10 bịch. Dạ. 10 bịch là 250. Người ta ghé đây người ta lấy hay là ta ghé lấy? Dạ. Ta điện thoại mình đó. Dạ. Khách mối ha. Hồi đó nhỏ kia cũng vậy nữa, xuống xe rồi cái không ấy con. Cái tay ga xe tay ga là tới rồi phải tắt máy. Phải tắt máy. Có một lúc chở đi trước là phải tắt máy hoặc là xe phải hết số. Còn số là chỉ rồ liền, rồ ra chạy đi luôn. Chúm chặt điện quấn hai cộng. Rồi vô bịch đó sẵn ha. Rồi dặn. Rồi bắt dặn đầu hai bịch rồi. Làm 8 bịch nữa mới đủ. 8 bịch nữa. Khách ủng hộ chị 4 bịch. Dạ. 4 năm bịch lẹ ha. Lẹ lắm. Dạ. Hai bịch nữa đủ hả chị? Hai bịch nữa đủ 10 bịch. Đủ 10 bịch khách đặt. Này người ta điện á chú Vũ. Dạ. Tao không lợi mà người ta điện. Khách mối thì người ta điện người ta đặt. Đặt 10 bịch. Dạ. Đây là bỏ ớt vô, đậu phộng vô, nước mắm.
em về chị Tư ở bán nha. Ừ, cảm ơn Tư chú ở bán nha. Em chúc anh chị mua mai bán đắt nha. Rồi, cảm ơn chú. Dạ, dạ. Bà con có đi chợ Bình Đại thì ghé mua gỏi ăn ủng hộ chị Tư nha. Chị Tư bán ở đây là ngay tiệm vàng Ngọc Sơn. Đó, đối diện qua là siêu thị Mỹ Phương nha các bạn. Đủ luôn hả? Ghé mua gỏi đi. Vũ xin phép là kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo nha.